Thử coi. Bánh này chú mua phải không? Ừ. Ờ, thấy thơm rồi phải không? Bánh này bánh nghệ bánh Thái. Bánh này hả? Nó mới Thái á. Bánh nghệ. Nghệ hả? Vậy cho nó lừa rồi. Nó mới Thái á. Mua gần đây nè, chỗ bán mít nè, đằng kia đó. Mà mít này. Chán đi làm chân tố quá. Tức là ăn không gì lặt hết. Lặt nhất hả? Nó chưa mới chín. À, mua trên này mấy ngàn? Mấy nhiêu vậy? 75 ngàn. Mua trên này lầm rồi. Không phải lầm mà tại nó trúng nước mưa đó. Ký 15 ngàn. Chắc bữa nó về trúng nước mưa quá. Bữa đó mưa lớn mà nó về nước về không tưới miếng nước không tên cái. Nguyên chai mít 5 ký còn có nhiều. Ê, lâu quá không có ăn hộp, lấy hộp. Thôi. Hộp hầm lâu. Lâu quá không có ăn hộp. Mấy hộp này không ngon đâu, đừng lấy. Mít xay rồi hả? Xay rồi bỏ vô. Nước đường sôi, sôi rồi bỏ vô. Đây là một mớ chia ra nhào đường. Nấu nước đường với mít. À. Còn này nhào thành mít mít. Rồi cái này là mình xay sinh tố rồi phải không? Xay sinh tố mít rồi. Đổ vô rồi. Đổ vô. Rồi cái này thì cái này là mình nhào. Đi nhào thành mít. Rồi mới bỏ mít vô. À, cho nó thơm, nó ngon. Hôm nay mình làm mít nha, sinh tố mít. Cái hồi bỏ cho vô rồi nó vô bọc. Vô bọc. Ăn nhà cho nó kẹo rồi. Rồi nước đường quậy lên được không? Quậy đi, lấy cái này. Lấy muỗng này được phải không? À, mình thắng nước đường với mình xay mít nha. Một mớ mình xay sinh tố. Xay sinh tố rồi mình nấu sẵn với nước đường. Xong cái một mớ thì mình nhào lên. Nửa ký đường căng còn có 500 gram. Mít hả? 500 gram là nửa ký đường hả? Xong rồi, xong rồi hồi muối bỏ vô bọc. Muối bỏ vô bọc. Hộp bích này em luộc luôn nè. Lâu lắm này không ăn hộp bích nè. Rồi mời cả nhà ăn sinh tố mít.